Slow Sleep mấy bà. Tôi biết mấy bà đang xem chip video này của tôi thì có rất là nhiều game thủ ẩn danh, cho nên là mấy bà cũng không xa lạ gì với những màn giao tranh đỉnh cao giữa hai đội rồi đúng không? Ngày hôm nay tôi cũng sẽ review cho mấy bà một chiếc video cũng cực cháy, cũng có màn combat đỉnh cao như vậy luôn nha. Nhưng mà nó không phải là một chiếc game bắn súng đùng đùng hay là đấu trường danh vọng gì đâu, mà nó là đấu trường hùng biện. Mấy bà muốn biết là tại sao tôi lại rần vậy hả? Thì bấm ngay cho tôi cái like với cái subscribe đi rồi mình cùng xem nha. Ăn, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Ơi, vô nè. Không biết ngày hôm nay sẽ là ván đấu gay cấn giữa hai đội tuyển nào. Trong thời gian chờ đợi ghép đội thì mấy bà nghe tôi giới thiệu sương sương về trận đấu này nè. À mà đấu trường hùng biện á, đó là từ những của tôi nói cho vui vậy thôi, chứ sự tình nói như thế này nè mấy bà. Xin cho tôi một phút chuyển qua một nhân cách khác để nói về chương trình này nha. Xin cho chương trình Mixed Love Scholar Cup nằm trong khuôn khổ chương trình tuổi trẻ Việt Nam rèn đất luyện tài dẫn dắt tương lai. Chương trình với chủ đề năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai Liquid Love dành cho học sinh khối trung học cơ sở do Hội đồng đội Trung ương phối hợp với thương hiệu Love Manto, công ty cổ phần sữa quốc tế IDB triển khai thực hiện. Trời ơi, bây giờ thì tôi xin trở về cái nhân cách thường trực của tôi nè. Cái gì cũng phải có một chút mê lưu đi, dân nghệ dân dẻ một tí thì mới sung đúng không nào. Nên trước khi bắt đầu những giây phút đụng tim kịch tính của trận đấu thì bây giờ tôi cho mấy bà xem qua tiết mục của trai đẹp ấy xin phạm nha. Khi ta biết yêu thương, biết ơn những thứ giản đơn, dẫn dắt cuộc đời, yes, with, with love. Khi ta biết dẫn đường để trở thành người tốt hơn, thì ngày đó sẽ là ngày mình lớn. Yeah, yeah. Buổi sáng hôm nay từ một mình tới trường, tới đến trường. Lớp hăng say cùng bạn bè mến thương. Mến nào thương. Toán lý hóa, nào là văn sử địa. Dù cho bài tập khó nhất mình cũng vượt qua được. Yeah. Thương cô thương thầy, bao công sức từng ngày. Thương bao nhiêu người đã có mặt ở nơi đây. Ta biết ơn cuộc đời đã cho ta hôm nay. Thì gian nan có tới mình cũng sẽ vượt qua ngay. Bởi hạnh phúc chẳng ở đâu xa, là biết ơn những thứ quanh ta. Dẫn dắt cuộc đời, yes, Liquid Love. Là khi ta biết dẫn đường để trở thành người tốt hơn, thì ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc. Nào mình cùng lớn, cùng Liquid Love. Là thành viên đầu tiên mà sẽ xuất hiện trong một trong hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay, Ice Him Phạm. Nhưng không phải chỉ có anh chàng này không thôi, vẫn còn một nhân vật nữa cũng rất là dễ thương và duyên dáng, cũng sẽ là thành viên của một trong hai đội chơi ngày hôm nay. Hãy cùng chào đón Ozzy Hà My. Chào hai em. Dạ, chào chú. Mà hôm nay thì không biết rằng là hai bạn nào ở trường Phú Long, bạn nào ở trường Trịnh Hoài Đức ta? Hôm nay con sẽ là đội trưởng của đội trường trung học cơ sở Phú Long. Thế thì các bạn cổ động viên của trường Phú Long đâu hết rồi? À, vỗ tay cổ vũ cho cô nàng đội trưởng xinh xắn này nha. Ace Kim Phạm sẽ là đội trưởng của... Trịnh Hoài Đức đâu ạ? À? Nhưng mà ở mỗi đội chơi của chúng ta không phải chỉ có hai nhân vật này không thôi mà còn những bạn nhỏ khác nữa đúng không? Vậy thì bây giờ các bạn đến từ trường trung học Trịnh Hoài Đức đâu? Các bạn hãy mời các bạn ấy lên đi nào. Hey, what's up bro? Come on! Dạ, giới thiệu với anh Nghĩa và tất cả các bạn và cũng như là ban cố vấn, đây là hai bro của em. Chà, chất lượng nha. Vậy thì bây giờ Hà My hãy giới thiệu những người đồng đội, những người anh em của mình đi nào. Các bạn ơi, đâu rồi? Rồi. Từng bé hãy giới thiệu cho mọi người biết đi nào. Xin chào mọi người, em tên là Đỗ Anh Sơn và em đến từ trường trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức, lớp 9A2. Rồi còn bạn kế bên. Dạ, con chào tất cả mọi người, con chào ban cố vấn, con chào chú Đại Nghĩa và chắc chắn mọi người ở đây. Mình là Điền Trường Minh Tiến, mình đến từ trường trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức và mình đại diện cho lớp 9A2. Đội mình có cái câu khẩu hiệu nào không? 1, 2, 3. Trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức mãi đến. Mãi đến. Nhưng để tiếp thêm sức mạnh cho các bạn thì các cổ động viên của trường trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức cũng sẽ có một cái câu khẩu hiệu tiếp thêm năng lượng cho những người bạn của mình nha. 2, 3. Trịnh Hoài Đức, cầu tiến ở
sống biết ơn và trách nhiệm. Đó là câu khẩu hiệu của trường Trịnh Hoài Đức. Cảm ơn các bạn. Qua đây. Đội nhà mình tên gì nào? Mời các bạn giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người. Con xin chào ban cố vấn và cũng như là chú MC Đại Nghĩa và bên đội bạn ạ. Con tên là Khánh Linh, hiện tại đang học tại trường Trung học cơ sở Phú Long và là học sinh của lớp 9 Tăng Cường 1. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Con xin gửi lời chào đến chú Đại Nghĩa và ban cố vấn ạ. Con tên là Châu, hiện tại đang học tại trường Trung học cơ sở Phú Long lớp 9 Tăng Cường 1. Dạ, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các bạn, chào đội bạn, chào chú Đại Nghĩa và ban cố vấn. Và con là Ozzy Hà My. Và câu khẩu hiệu của trường mình như thế nào? Trung học cơ sở Phú Long. Bay xa. Và để cho các bạn bay xa, chắc chắn là chúng ta cần phải thêm sự hỗ trợ từ phía các bạn cổ động viên trường Trung học cơ sở Phú Long. Khẩu hiệu của chúng ta là gì? Phú Long, cao thầy thành phố Sĩ Long. Một tràng vỗ tay dành cho cả hai đội chơi của chúng ta nào. Ta da, thời gian ghép đội cũng đã xong rồi. Các kiện tướng của ván đấu cũng đã lộ diện. Giao diện thì sáng lạng đó, 10 điểm, chiến lực thì trông có vẻ cũng ổn áp. Nhưng mà nội tại thâm sâu tới đâu á hả, thì chờ giao chiến mới biết được. Trước khi bắt đầu trận đấu thì tôi xin dành vài giây, dĩ nhiên là không phải dành cho quảng cáo, mà là cho MC Đại Nghĩa công bố ban cố vấn, những người sẽ đảm bảo tính công tâm của giải đấu trường Hùng Biện ngày hôm nay nha. Xin được trân trọng giới thiệu anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương. Tiến sĩ Đặng Tất Dũng, Phó trưởng khoa Luật Hành chính Nhà nước trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và cái nhân vật còn lại, gương mặt rất là quen thuộc với các bạn đúng không nào? Tên gì vậy? Đó chính là MC Nguyên Khang. Luật chi game thì tôi cũng chắc là không ai rành bằng mấy bà được. Tôi thua xa mấy bà. Nhưng mà luật của cuộc thi này thì để tôi nói cho mấy bà nghe nha. Đầu tiên là phần tranh biện nè. Ban tổ chức đã giao trước hai đề cho hai đội thi rồi. Mỗi đội sẽ có một lần hùng biện và một lần phản biện. Thời gian tối đa 10 phút để hùng biện và 5 phút để phản biện. Tiếp theo là ban cố vấn sẽ đóng góp ý kiến và đưa ra đánh giá cuối cùng. Rồi đó, còn kết quả như thế nào hả? Thì vẫn là tuyên ngôn thắng bại tại kỹ năng nè. Chủ đề dành cho các bạn đó là mạng xã hội là nguồn tư liệu học tập đa dạng, hiệu quả và phù hợp cho học sinh. Mở đầu trận đấu trên biển là màn solo giữa tuyển thủ Khánh Linh đến từ trường Trung học cơ sở Phú Long và tuyển thủ Thanh Sơn đến từ trường Trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức. Ở lượt đầu tiên, tuyển thủ Khánh Linh sẽ tranh biện, tuyển thủ Thanh Sơn sẽ là người phản biện. Không biết hai đội sẽ tung chiêu gì đây, nhưng mà tôi thấy đồng đội của trường Khánh Linh khá là đông, mà còn lại chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để cổ vũ nữa. Tất nhiên là bây giờ để khởi động chú ý từ khi sẽ được lên nhạc. Ủa nhầm tí, làm lại thôi nào. Cổ động viên của trường Phú Long, hãy cổ vũ cho bạn của mình đi nào. To hơn nữa được không? Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến ban cố vấn, chú Đại Nghĩa và hai anh chị KOL ạ. À. Em là Khánh Linh và hôm nay em sẽ đại diện cho trường Trung học cơ sở Phú Long tranh biện và đề tài của tụi em là mạng xã hội là nguồn tư liệu học tập đa dạng, hiệu quả và phù hợp cho học sinh. Trước khi đi vào phần tranh biện thì cho mình hỏi là có bao nhiêu bạn ở đây đã có ít nhất một tài khoản mạng xã hội ạ? À? Các bạn có thể giơ tay để cho mình biết không? Wow! Và có vẻ như là hầu hết thì tất cả các bạn đều có mạng xã hội đúng không? Và bây giờ mình xin được trình bày quan điểm của mình là mạng xã hội là kho tư liệu khổng lồ và tiện lợi. Như chúng ta đã biết thì việc trao đổi thông tin học tập là công việc thiết yếu để giúp học sinh tiếp cận dễ hơn với những nguồn tài liệu mở hoặc là những nguồn thông tin bổ ích. Và các ứng dụng ví dụ như là Zalo nè hoặc là Messenger để chúng ta sử dụng một cách phổ biến vì nó có tích hợp các tính năng thuận tiện cho việc trao đổi thông tin học tập, ví dụ như là group chat hay là video chat vân vân. Và với các tính năng đó thì đương nhiên là trao đổi thông tin học tập và cũng như là theo dõi các bài giảng từ giáo viên thì nó sẽ dễ dàng hơn trước đây rất là nhiều. Và chúng ta đang được chứng kiến một kỷ nguyên học tập qua mạng xã hội, bởi mạng xã hội chính là cuốn bách khoa toàn thư mở của toàn nhân loại. Mạng xã hội không chỉ có các video mà còn có âm thanh, hình ảnh, văn bản của website. Chắc hẳn là các bạn đều đã quá là quen thuộc với cái nền tảng mạng xã hội có tên là TikTok đúng không ạ? Đã có bạn nào sử dụng nó như là một công cụ hỗ trợ để học tập chưa? Hà My và Minh Châu có sử dụng nó để như học tập chưa ạ?
Bản thân mình thì mình sử dụng TikTok với nhu cầu là giải trí nhiều hơn việc học tập. Thì thường những video học tập thì thường mình sẽ có xu hướng là sẽ pass qua luôn và sẽ không tìm lại. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh ra đây luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Ui chua, không biết là tôi nói đúng không, nhưng mà cái trường hợp này á thì người ta thường gọi là tình huống phản đêm nhưng mà từ đồng đội đúng không mấy bà? U là trời, cao thủ riêu hay là cao thủ pha ke thì phải chờ xem là tuyển thủ Khánh Linh xử lý tình huống này như thế nào nè. Ok, đó là những tâm sự rất là thật lòng của bạn, mình cảm ơn. Và TikTok được biết đến rộng rãi không chỉ vì các video giải trí mà còn là vì do có các cái content giáo dục. Bên cạnh đó, Learn on TikTok là một hashtag phổ biến trong TikTok. Đây là một dự án chia sẻ các video có nội dung học tập và kiến thức thuộc các môn học, ví dụ như là lịch sử, toán học, ngữ văn, tiếng Anh, vân vân. Và kết lại thì các video có nội dung giáo dục trên nền tảng TikTok giúp cho cộng đồng dễ dàng tiếp cận hơn với các kiến thức nè, và có thể giúp khi mình nghĩ là coi các cái video đó thì mình có thể giúp bản thân mình phát triển bản thân hơn. Không chỉ riêng TikTok, YouTube cũng là một nền tảng mạng xã hội được giới trẻ sử dụng để lan tỏa các kiến thức. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng với kênh YouTube Đài Truyền hình Hà Nội đã tổ chức giảng dạy và ôn tập ngay trên truyền hình với lượng kiến thức cho các bạn học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 là trong cái khoảng thời gian mà không được trực tiếp đi học đến trường, thì phương pháp học trực tuyến tại nhà là phương pháp hiệu quả nhất, và đặc biệt là dành cho các bạn học sinh cuối cấp như là lớp 9 hoặc là lớp 12, tại vì là các bạn đang phải chuẩn bị cho một kỳ thi chuyển cấp và cũng như là kỳ thi đại học rất là quan trọng và rất là căng thẳng. Hơn thế nữa, hình thức học qua livestream trên Facebook cũng đang được giáo trẻ đón nhận, bởi hình thức học này giúp họ có thể tiếp cận được kiến thức mà không phải ra khỏi nhà. Hơn nữa là khi học qua livestream thì người học có thể tương tác ngay tại thời điểm với người dạy, và các bạn có thể giống như là trao đổi thông tin học tập ở dưới cái phần bình luận ở dưới mỗi video nè. Vì lẽ đó mà nó đã tạo hứng thú cho người học, và do đó mà các bạn học sinh đã yêu thích và sử dụng trang mạng xã hội này để phục vụ cho mục đích học tập. Suy cho cùng, mạng xã hội đóng một vai trò to lớn trong nền giáo dục, nhưng cũng chính nó đã đem đến những bất lợi nhất định trong việc học tập. Do đó, chúng ta cần có những biện pháp ưu việt như: thứ nhất, mình nghĩ là mỗi người trong chúng ta đều phải có tinh thần tự giác nè, sáng tạo, vì nếu quá phụ thuộc vào mạng xã hội thì nó sẽ triệt tiêu đi cái sự sáng tạo và suy luận vốn có của bản thân mình. Và ngoài ra thì nhà trường nên mở những buổi sinh hoạt để giúp học sinh nhận thức được mặt tích cực và mặt tiêu cực của mạng xã hội, tại vì là nếu như mà mình sử dụng mạng xã hội sai mục đích thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và cũng như là tâm lý của các bạn học sinh. Bên cạnh đó thì nhiều mạng xã hội, ví dụ như là Facebook hay là YouTube, thì nó có rất là nhiều tính năng tiện lợi để giúp cho các bạn trao đổi thông tin học tập nè, giao lưu nè, hay là hội họp. Tuy nhiên thì chắc hẳn là chúng ta chưa có thể nào mà nắm bắt hết những các cái tính năng đó, thì vì thế là cũng cần có những buổi sinh hoạt để giúp cho học sinh nắm bắt kịp thời và sử dụng triệt để các tính năng để nhằm phục vụ cho mục đích học tập một cách hiệu quả hơn. Dạ, em xin hết. Xin cảm ơn Khánh Linh. Với tuyệt chiêu nói thao thao bất tuyệt, tung chiêu thức liên hoàn, liên tục đưa ra những dẫn chứng thực tế, thì tuyển thủ Khánh Linh đã có một thế chủ động nhất định trong màn solo này. Để xem tuyển thủ Thanh Sơn có lật kèo được không nha. Bạn ấy trình bày rất là nhiều những cái lợi ích liên quan đến mạng xã hội. Có thể là bởi vì các bạn đang sống trong cái thời điểm hiện tại và các bạn là những người trực tiếp sử dụng rất nhiều mạng xã hội và cảm nhận được những cái công năng mà nó mang đến cho cái cuộc sống cũng như là cái việc học tập của mình. Cho nên là bạn nói giống như là nói từ câu chuyện của mình mà nói ra. Vậy thì không biết rằng ở một cái góc nhìn khác, góc nhìn ngược lại, thì cái sự phản biện đến từ trường Trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức sẽ như thế nào? Thanh Sơn sẽ là người đại diện cho trường mình để phản biện lại những cái điều mà bạn Khánh Linh vừa mới chia sẻ, đúng không? Dạ. Rồi, sẵn sàng chưa Sơn? Dạ, cũng sẵn sàng rồi. Rồi, vậy thì chúng ta hãy cổ vũ cho bạn ấy nào. Các bạn ơi, bạn của trường Trịnh Hoài Đức cổ vũ thật mạnh mẽ cho bạn Sơn nha. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Với cái góc nhìn của bạn, khi mà tất cả mọi học sinh phải đi lên mạng và học bài online chung với thầy cô, thì một người học sinh cũng làm vậy rồi thì mình cũng có đồng ý, nhưng có một số phần mình cũng không có đồng ý lắm. Như việc các bạn nói là khi mình học trên mạng xã hội thì mình được hoàn toàn tự do, không có rào cản giới hạn, và bạn có thể học bất kể khi nào, thì cái phần đó thì cũng đúng, bạn nói cũng đúng. Nhưng mà lỡ như mình bị cúp điện thì sao, lỡ như mạng của mình nó bị đứt ra thì sao, rồi lúc đó mình không có lên được mấy trang web, mình không có lên được Google Meet để học chung với thầy cô, mình lỡ bị mất bài rồi phải hỏi lại bạn rồi lấy lâu hơn nữa. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chủ động trong cái công việc học tập như trên lớp được, bởi vì ở nhà thì mình có là mình đang ngồi trên ghế, rồi ghế đang ở trên máy tính, rồi tự nhiên nhìn qua thấy nguyên cái giường cái mình lười, mình muốn nghỉ nằm xuống tí để nghỉ ngơi tí rồi lát nữa quay lại học, rồi nằm xuống cái ngủ luôn, cái quên học mất bài nữa, thì lúc đó là không có chủ động được, đúng không?
trong khoảng thời gian đó thì ta mất đi bao nhiêu kiến thức, thì liệu đó có thật sự là chủ động trong việc học hay không? Rồi một ví dụ điển hình là mình đã từng mất gốc một bài toán hình do cúp điện, sau đó thì mình phải đi kiếm lại thông tin đó một cách khó khăn vì không biết phải tìm từ đâu, mà cũng nhờ đó mình bị điểm thấp, đáng lẽ không bị cúp điện rồi mình học được rồi, cái cúp điện mất mạng, cái vô mất luôn, mất kiến thức hết luôn, vô thì cái được 5 điểm, mất học sinh giỏi luôn, mất học sinh giỏi, bị xuống học sinh trung bình. Đáp trả lại phần tranh biện với những lập luận chặt chẽ của Khánh Linh thì Thanh Sơn đã dùng kỹ năng hài hước của mình để lấy dẫn đến thực tế. Không biết là còn bất ngờ gì nữa, mình cùng xem tiếp nha. Học offline thì mình thấy là nó cũng tốt hơn, bởi vì mình lên trường, mình được gặp bạn, thì lúc đó mình có kiến thức gì đó, mình có thể trao đổi một cách dễ dàng hơn. Và thầy cô thì ở đó sẽ xem xét được mình, sẽ biết là mình đang học bài đầy đủ, không có bị mất kiến thức. Ở trên trường thì mất điện, cúp điện thì mình vẫn học được, chỉ có nóng tí thôi. Rồi mình làm bài sai thì cô cũng sửa ngay tại đó luôn. Khi mà nghe các bạn nói là trao đổi thông tin trong việc học tập bằng các phần mềm như là Facebook, Zalo, Messenger. Mạng xã hội là kho tư liệu khổng lồ và tiện lợi. Như chúng ta đã biết thì việc trao đổi thông tin học tập là công việc thiết yếu để giúp học sinh tiếp cận dễ hơn với những nguồn tài liệu mở hoặc là những nguồn thông tin bổ ích. Và các ứng dụng ví dụ như là Zalo nè hoặc là Messenger để chúng ta sử dụng một cách phổ biến. Ủa, mình cũng đồng ý lắm. Có một số phần cũng đồng ý, nhưng mà thật ra mình thấy nó cũng không có thuận lợi lắm. Đúng không? Có yêu cũng không thích lắm. Bây giờ tôi hỏi nè, ai ở trong nguyên ban này luôn là cứ trong giờ đang học tự nhiên lại cứ lén lén thầy cô nói chuyện với bạn hoặc cái bên ngoài hay nói chuyện với bạn thân của mình? Giờ tay lên cho tôi xem với. Đó thấy không, tôi cũng vậy nè, tôi cũng cứ là ngồi đó tự nhiên nói chuyện với bạn rồi mất bài. Hay là thầy cô đang giảng bài thì mình lấy điện thoại ra mình lướt điện thoại tí, hoặc chơi game, nghe nhạc. Trong lớp học offline thì mình đâu có bị vậy đâu. Trong lớp học offline thì mình cứ thầy cô là mình đang. Các bạn ơi, khi mà mình tranh luận á, thì mình phải bám sát vào những cái từ khóa. Ở đây mình có từ khóa là mạng xã hội là một nè. Thứ hai là nguồn tài liệu học tập là hai nè. Thứ ba là đa dạng, hiệu quả, phù hợp. Tức là những cái từ khóa đó các bạn bám sát vào trong đó. Còn những cái phương tiện học tập, những cái phương pháp học tập online và không online thì mình hơi xa đà qua đó một chút. Bây giờ em phản biện, em bám sát vào chuyện là bây giờ cái mạng xã hội nó có phải là cái nguồn tư liệu học tập đa dạng, hiệu quả và phù hợp với em hay không, với đa số các bạn tụi em hay không? Đối với cái phương tiện học của mạng xã hội thì đối với em thì nó cũng rất là tốt, nó cũng là một bước đi rất là tốt cho những học sinh mà trong khi những cái thời gian mà mình không thể đi lên trường để học được. Nhưng mà đối với em và đồng đội của em, việc học online nó cũng sẽ có một số mấy cái phần không có bằng khi mà mình đang lên trường, mình được thầy cô giảng bài và mình học rõ ràng hơn. Đúng không? Đúng không? Trời ơi. Yeah, professor. Mình còn 1 phút nha. Dạ, yeah, em hết ý rồi. Vỗ tay các bạn ơi. Thường á là các bạn phản biện sẽ rất là hùng hồn, rất là mạnh mẽ, nói lên những cái suy nghĩ, những cái quan điểm phản bác cái đội bạn bên kia. Lần đầu tiên có một người phản biện trong một cái tâm thế nó nhởn nhơ đến như vậy. Bình thản như vậy. Và thấy thương bạn Sơn, nhà bạn Sơn ở cái khu vực hay bị cúp điện. Cho nên là cái việc học tập của bạn ấy thường xuyên bị gián đoạn, để dẫn đến cái chuyện mất cái bài toán gì đó và đi thi chỉ có 5 điểm thôi, mất học sinh giỏi. Rồi một ví dụ điển hình là mình đã từng mất gốc một bài toán hình do cúp điện, sau đó thì mình phải đi kiếm lại thông tin đó một cách khó khăn vì không biết phải tìm từ đâu, mà cũng nhờ đó mình bị điểm thấp, đáng lẽ không bị cúp điện rồi mình học được rồi, cái cúp điện mất mạng, cái vô mất luôn, mất kiến thức hết luôn, vô thì cái được 5 điểm, mất học sinh giỏi luôn, mất học sinh giỏi, bị xuống học sinh trung bình.
Bạn nói ra những cái điều nó rất là thực tế. Và vừa rồi Hà My đã nghe hai bạn nói rồi đó, Linh cũng như là Sơn chia sẻ về cái quan điểm này. Thì với riêng cá nhân của Hà My thì bạn nhận thấy như thế nào, hoặc là có bổ sung thêm cái gì cho phía đội nhà mình hay không? Dạ, thật ra thì sau khi nghe phần trình bày của hai đội, con cảm thấy là bên nào cũng đúng hết. Giống như đối với con là bản thân là một người mà lướt rất là nhiều mạng xã hội và tìm hiểu rất là nhiều ở trên đó, thì con cũng đồng ý cái việc mạng xã hội là một nền tảng mà có rất là nhiều những cái tư liệu khổng lồ, nhưng mà nó cũng đề cao một cái sự khả năng tập trung cao và một cái quyết tâm. Bởi vì mạng xã hội mình dễ bị phân tâm và dễ lơ là chán nản, cho nên là khi mà tham gia vào mạng xã hội thì chúng ta cần phải có một cái quyết tâm cao để không có bị lơ là. Cảm ơn Hà My nha. Và bây giờ thì xin mời ý kiến từ phía ban cố vấn về cái phần tranh biện vừa rồi. Trước tiên mời Tất Dũng nha. Xin mời anh. Xin chào hai đội, cảm ơn phần trình bày của cả hai đội. Nhận xét về hơi chuyên môn một chút đi ha. Thì nhân đây thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn là, thứ nhất á, là khi mà mình tranh biện á, thì không đợi tới khi mình phản biện lại ý kiến người khác nó mới gọi là tranh biện, mà ngay khi mình đưa ra ý kiến của mình ngay từ đầu, đó cũng là đã bắt đầu một cuộc tranh biện. Tức là từ cái cách thức mình đưa ra về giọng nói, về lập luận, về các cái quan điểm của mình, nó phải chặt chẽ ngay từ ban đầu. Như vậy thì mình mới xác định được mạng xã hội là gì, và sau đó thì từ cái mạng xã hội đó mình mới ra là học tập thế nào hiệu quả, học tập thế nào phù hợp, học tập thế nào đa dạng. Về phần phản biện á, của Sơn á, Sơn rất là thoải mái và tự tin thì điều đó rất là tốt. Nó là một cái sự phản biện không làm cho người khác cảm thấy khó chịu, thì đó là điểm cộng rất là tốt của em. Nhưng mà như thầy nói ban đầu á, là em không bám sát vào những yếu tố là đa dạng, hiệu quả và phù hợp. Mình xin phép cung cấp thêm những thông tin như vậy để các em cũng có nền tảng mình nghiên cứu thêm ha. Cảm ơn anh Tất Dũng rất là nhiều, các bạn nhớ nha. Và tiếp theo chúng ta lắng nghe ý kiến từ anh Khang. Cảm ơn anh Nghĩa. Đầu tiên thì với Khánh Linh thì anh đánh giá rất cao về cái khả năng tương tác của em. Em có một cái sự tương tác rất là tốt với khán giả ở phía bên đây. Em mở bài bằng cách đặt câu hỏi để xem coi các bạn có đang chú ý với câu chuyện của mình không. Trước khi đi vào phần tranh biện thì cho mình hỏi là có bao nhiêu bạn ở đây đã có ít nhất một tài khoản mạng xã hội ạ? Các bạn có thể giơ tay để cho mình biết không? Cho anh nói tí xíu về bạn Thanh Sơn nha. Anh nghe cách nói chuyện của em là anh biết em dùng tiếng Anh rất tốt, rất giỏi. Tuy nhiên trước khi mình giỏi tiếng Anh, mình phải tập trung sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình tốt. Để chi? Để mình phản biện với người ta, nó có câu cú, nó có lập luận. Thì cái này em cố gắng em hoàn thiện tí xíu ha. Tuy nhiên em đã mang đến một cái phần thư giãn vô cùng thú vị đối với mọi người. Em làm cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em là một ẩn số của chương trình đó Sơn. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn những ý kiến từ Nguyên Khang. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến từ phía anh Quân. Có thể là chúng ta thấy rằng các bạn lên mạng xã hội, sử dụng mạng xã hội ngoài cái việc giải trí thì các bạn dùng nó là một cái phương tiện để hỗ trợ cho việc học tập. Và cái anh mong muốn gửi tới các bạn một thông điệp là chúng ta cần phải mở rộng cái khái niệm học tập và tài liệu trên mạng xã hội. Nó rộng hơn, không chỉ là những kiến thức các bạn học trong nhà trường mà còn là những cái kiến thức về kỹ năng, rồi những cái kiến thức về xã hội mà mạng xã hội mang đến cho các bạn. Ở đây thì các bạn nói là các bạn đã đưa ra rất nhiều các cái nền tảng mạng xã hội, đúng không ạ? Nhưng có một cái nền tảng mạng xã hội mà các bạn đang sử dụng rất nhiều nhưng mà các bạn lại không nhắc đến ở đây. Đó chính là app hướng nghiệp Liquid Law. Đó là một trong những cái mạng xã hội mà Hội đồng đội Trung ương và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP thương hiệu Lomato đã tạo lập và mang đến cho các bạn, để các bạn có một cái không gian trải nghiệm, khai thác một cái kho tàng học liệu ở trên đó cực kỳ khổng lồ. Và qua đó giúp cho các bạn định hướng nghề nghiệp, định hình tương lai cho các bạn, phân luồng cho các bạn ngay từ khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường. Các bạn ở đây, các bạn khán giả đang theo dõi chương trình và các bạn ở trong hai đội chơi, các bạn hãy truy cập vào cái ứng dụng hướng nghiệp Liquid Lock. Các bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó, để thấy được là hiện nay đó là một cái sự nỗ lực rất lớn của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP thương hiệu Lomato đang mang đến cho thế hệ trẻ ngày hôm nay những cái kho tàng kiến thức khổng lồ như thế trên mạng xã hội, để các bạn dễ khai thác, dễ tìm hiểu, không phải mất thời gian tìm kiếm, và nó rất phù hợp với lứa tuổi của các bạn. Hãy thử trải nghiệm để các bạn thấy được những cái giá trị đó. Xin được cảm ơn anh Đại Nghĩa, cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn ban cố vấn rất là nhiều. Như các bạn đã thấy, với cái đề tài đầu tiên chúng ta đã có một cái phần tranh biện cũng khá là sôi nổi, và qua đó chúng ta cũng vỡ ra được rất là nhiều những cái vấn đề, kể cả những kỹ năng làm thế nào để có một cái phần tranh biện nó hay nhất, nó thuyết phục nhất đến từ phía các vị trong ban cố vấn. Vậy thì các bạn hãy lưu ý điều này để chúng ta có một cái phần tranh biện tiếp theo nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn như thế nữa nha. Wow, chúng ta vừa chứng kiến phần tranh tài đầu tiên cực khác lạ với phần tranh biện của bạn Khánh Linh và phần phản biện của bạn Thanh Sơn với chủ đề đầu tiên. Ban cố vấn cũng đã đưa ra những góp ý cực hay cho hai đội sau khi có những cái giây phút lạc đề, giống như mà khi chơi game mình lạc đường gì đó, là đi nhầm lane rồi đó.
nhưng mà chúng ta chỉ mới trải qua nửa đầu của trận đấu thôi. Liệu với chủ đề thứ hai thì hai đội có cứu được biến nào không? Ai là chủ nhân của đấu trường hùng biện thì chờ hiệp hai mới biết nha. Bye.